Ở thời điểm hiện tại, có lẽ Facebook chính là cố máy truy tìm dàn cực phẩm nam thần học đường hiệu quả nhất. Một chiếc ảnh sương sương hoặc dài 3 phút ngắn ngủi ở một đoạn video quay lén cũng là quá đủ để info nhân vật được khai quật trong vòng nửa nốt nhạc. Càng không thể phủ nhận công lực của 500 anh em trong hội mê trai đẹp với nghiệp vụ tài tình chẳng thua kém gì bi. Bởi vậy mà gần đây cộng đồng mạng đã chứng kiến không ít những cuộc đổ bộ ồ ạt của các nam thần đến từ rất nhiều đại học trên cả nước, trong đó có sự góp mặt của Trường Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Hầu hết các chàng trai đều xuất hiện với vẻ ngoài soái ca trường người ta khiến dân tình chao đảo rần rần thả ly ke. Quả thật, thanh xuân dường trường mà vắng bóng dàn cực phẩm này thì vô cùng hối tiếc. Và cũng nhờ những nam thần này mà Đại học Kinh công Hà Nội đã chiến thắng trong một cuộc bình chọn trên mạng xem trường nào nhiều trai đẹp nhất Việt Nam. 1. Dương Anh Ole. Hiện nay, Dương Anh Ole là cái tên khá đình đám không thể bỏ qua trong danh sách gương mặt nổi bật của hớt, bởi lẽ anh chàng quá đổi nổi tiếng đối với cộng đồng Hoa Tinh Việt. Anh ấy gây ấn tượng với series Bộ Tứ Mười Ác, những phóng viên vui nhộn, Dương Anh vào vai một anh chàng gầy nhom nhom, cao liêu liêu. Sở hữu chiều cao lý tưởng 1m2, cùng với khuôn mặt điển trai, nam tính, ngoài đam mê diễn xuất, Dương Anh còn là một hoa tinh khá đa tài. Anh trở thành người mẫu chụp hình cho nhiều tạp chí tuổi teen, sau đó cũng từng thử sức với lĩnh vực, Dương Anh được các fan hâm mộ đánh giá khá vui tính, hài hước và dí dỏm. Một chàng trai đình đám trong cộng đồng hoa tinh Việt. Nguồn. Đặc biệt, chàng trai này còn có khả năng chơi piano khá tốt và đã từng có thời gian theo đuổi để trở thành ca sĩ vừa chơi đàn vừa hát. Không những thu hút fan với vẻ ngoài điển trai, Dương Anh còn khiến nhiều người ngưỡng mộ với thành tích học tập đáng nể của mình. Anh chàng này từng theo học cùng một lúc hai trường đại học là Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội và Đại học Ngoại thương Hà Nội. Dương Anh từng là nam thần của Đại học Kinh doanh và Công nghệ. Nguồn. 2. La Thái Bảo. La Thái Bảo sinh năm 2000 đến từ Hiệp Hòa, Bắc Giang, cậu bạn hiện đang học tại Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Năm sinh được dân mạng ưu ái mệnh danh là chàng trai thanh xuân, bạn trai quốc dân vì những bức hình đáng yêu tuổi học trò đốn tim nhiều fan nữ. Hội chị em không những vụt ngã vì ngoại hình soái ca của cậu bạn mà còn bởi đây là một chàng trai đa tài vừa học giỏi vừa chơi giỏi các môn thể thao như đá bóng, quần vợt, điền kinh. Ngoài ra không ít cô nàng phải suýt xoa bởi độ dễ thương nhiệt tình, năng động, lạc quan của cậu bạn. Chàng trai thanh xuân mà mọi cô gái đều chờ đợi. Thoạt nhìn, Thái Bảo khá giống hình tượng nam chính trong các bộ phim thanh xuân dường trường Trung Quốc, nụ cười nao ná cố dị dịch trong bộ phim đình đám Hoa ngữ gửi thời thanh xuân ấn ác. Nam sinh còn sở hữu vô vàn những bức ảnh ngàn ly ke trên mạng xã hội bởi vẻ ngoài điển trai, nam tính, có chút lạnh lùng. Vừa đẹp trai vừa học giỏi, phải chăng đây chính là hình mẫu bạn trai lý tưởng mà mọi cô gái đều mơ ước? Mới đây, cộng đồng mạng còn chú ý nhiều hơn nữa vì La Thái Bảo đã có bộ ảnh đầy nét thanh xuân trong trẻo khiến cho ai nhìn vào cũng phát cuồng. Có thể thấy, thời gian đã ưu ái Thái Bảo, năm sinh này đã dậy thì cực kỳ thành công từ một cậu bé dễ thương, hiền lành trở thành một soái ca nam tính ngời ngời trên sân bóng. Đẹp trai, học giỏi, đa tài, cậu bạn xứng danh là nam chính trong những thước phim thanh xuân dường trường. Nguồn. 3. Ngô Đức Hải. Khác với Thái Bảo, Đức Hải có phần chuộng tỷ lệ one boy Hàn Quốc hơn hẳn, từ phong cách ăn mặc, cách tạo dáng chụp hình, thần thái vẫn cứ là xuất sắc. Cậu bạn sinh năm 2000 là một trong những nhân vật quen thuộc của series cực phẩm trường đại học được cư dân mạng tích cực truy tìm info ráo riết. Đức Hải hiện đang theo học chuyên ngành in tại Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, xuất hiện trong một bức ảnh chụp góc nghiêng thần thánh, Đức Hải đã lập tức ghi điểm nhờ ngoại hình sáng, gương mặt bảnh bao, sống mũi cao, thẳng tắp và đôi mắt một mí đậm chất Oppa Hàn Quốc. Ngoài việc học trên trường, nam sinh còn tranh thủ làm thêm ở một tiệm trà sữa và thường xuyên trở thành tâm điểm chú ý của nhiều cô nàng. Mỗi ngày, cậu bạn đều ít nhiều gây ồn ào ở quán do có không ít fan hâm mộ muốn chụp hình, quay lén nam sinh điển trai này. Sức mạnh của dàn nam thần học đường của hớt là đây.